Tôi thấy nhiều cái kênh để cái tên đề gì đâu mà chồng bà Hà có bắt rồi mà tôi thấy có bắt gì đâu. Cái chuyện đó chuyện của kênh mấy bên kia, còn em đây em đăng là chỉ sự thật thôi, có sao thì em đăng vậy thôi, còn vấn đề của mấy kênh kia em đâu biết đâu. Để gì đâu mà bắt rồi gì đâu mà tùm lum tùm la, cho làm cho đúng sự thật đi cho khán giả để mà ta theo dõi rồi ta biết đến tình hình của hai vợ chồng ngày ra sao gì đâu mà đặt đề tùm lum tùm la. Kiếm tiền thì tiếng mình đặt phải cho khán giả theo dõi tình mình mới hay được chứ, đặt thì chồng bà Hà bữa nay bắt ngày mai gì tùm lum tùm la chứ. Thì anh xem cái kênh nào vậy đó, anh cứ điện bên kia anh. Chị đâu thấy mà tùm lum tùm la cho vậy, Là sao ý, nói vậy là sao? nói ông nói cũng như là chồng bà Hà như là có tội rồi á. Ủa anh thấy clip nào em đăng tải em nói là chồng bà Hà có tội không? Rồi tôi thấy nhiều cái kênh để cái tên đề gì đâu mà chồng bà Hà có bắt rồi mà tôi thấy có bắt gì đâu. Cái chuyện đó chuyện của kênh mấy bên kia, còn em đây em đăng là chỉ sự thật thôi, có sao thì em đăng vậy thôi, còn vấn đề của mấy kênh kia em đâu biết đâu. Để gì đâu mà bắt rồi gì đâu mà tùm lum tùm la, cho làm cho đúng sự thật đi cho khán giả để mà người ta theo dõi rồi ta biết đến tình hình của hai vợ chồng ngày ra sao gì đâu mà đặt đề tùm lum tùm la. Kiếm tiền thì tiếng mình đặt phải cho khán giả theo dõi tin mình mới hay được chứ, đặt thì chồng bà Hà bữa nay bắt ngày mai gì tùm lum tùm la chứ. Thì anh xem cái kênh nào vậy đó, anh cứ điện bên kia anh nói, chứ còn vấn đề đó em đâu có đề thả nào, em điện em ra em đặt từ đời là đã bắt rồi hay là kia đâu anh. Ông mà tôi nói là mốt ông làm như tôi bây giờ là nói cho mấy ông có nội kia kiếm tiền thì làm kiếm mình đặt cái đề để mà khán giả mà theo dõi cho nó sao cho nó coi hay chút cho người ta tìm hiểu được cái câu chuyện gì đâu mà tùm lum tùm la chứ. Thì kinh ông gì tôi thấy tôi coi thì cũng được, mà cái vụ bà Hà này thì cái chuyện đó thì nói chung ra là tôi thấy nó hơi phức tạp quá. Thì cái vấn đề đó, phức tạp hay không phức tạp, hay còn về vấn đề mà anh Tấn với chị Hà đó là sao, thì ví dụ như người nhà người ta chia sẻ thông tin như thế nào thì anh đăng tải những thông tin như thế đó thôi, còn vấn đề mà anh điện tới đây là anh muốn góp ý kiến, hay là điện tới đây em là anh là có gì những lời chỉ trích em. Thì nói chung ra là tôi thấy là nhiều cái nên tôi cũng hơi bức xúc. Bức xúc thế nào anh? Bức xúc là đưa những thông tin nói chung ra là những cái khán giả bộ nói bài bộ đưa lên đó tôi thấy gì đâu mà lu su bu chứ, bữa nay gì mai khác thì tùm lum la dân tỷ là đóng mò không à, không có mấy người khán giả cũng điện cũng đóng mò không à. Thì cái đó là cái phần bình luận của cộng đồng, nói chung thì cái sự việc nào cũng vậy thôi, cũng phải có vấn đề của cộng đồng lên tiếng đó. Còn cái vấn đề mà bên vấn đề mà anh Tấn như thế nào đó, thì bên cái vấn đề của cơ quan pháp luật người ta có điều tra, chứ còn ở đây chỉ là đưa góp ý kiến của cộng đồng, hoặc đưa đăng tải những cái thông tin lên cho cộng đồng nghe và biết thôi, chứ còn vấn đề mà ví dụ như anh Tấn có tội hay không có tội thì sau này bên cơ quan người ta điều tra nha, ta mới biết được chứ. Chứ còn đây em đâu có, không thể nào mà em đăng tải những cái thông tin sai sự thật lên rồi nói là anh Tuấn này kia nọ. Có khi nào anh thấy cái kênh em có đăng tải những cái thông tin lên nói là như thế không? Đó. Thì nói chung ra bữa nay là tôi điện ông mà tôi cũng kêu ông đăng thu cái lời nói tôi lên đăng, mà tôi bức xúc ví dụ mà đăng thông tin không đúng sự thật này đó tầm bậy tầm bạ chăng mình làm YouTube thì mình làm mãi cho nó đúng sự thật đi. Ví dụ mình con ai thì câu cũng hơi hơi mé mé gì thôi gì đâu mà câu để tầm bậy rồi Tuấn bắt rồi cầm ô gì anh gục Tuấn lên tiếng, mà tôi thấy là những cái kênh đó hầu như là nó ngồi ở nhà không, nó chưa đi lại tới hiện trường đó rồi nói chung ra là làm gì nó không có đúng. Cái chuyện đó thì để pháp luật người ta, còn mình là chỉ mình biết thông tin gì thì mình đăng lên thông tin đó À. chứ đừng có mà mình đặt bịa chuyện tùm lum khán giả người ta xem người ta cũng không hiểu cái gì được chuyện gì chứ. Nhiều người nó bắt vô coi có bắt gì đâu, vô coi nó sầm sầm gì đâu không à. Mà thật sự những người đó tôi coi có clip anh nào đó là ngồi ba bốn người ngồi y gan như nói y gan như thật vậy đó, không có cái gì mà ra cái gì chứ, diễn nói chung là diễn y gan như thật vậy đó. Mà thật sự ra mấy người đó chưa có lại chưa biết
cái anh Tuấn ngoài đời sao nữa mà đi nói khơi khơi gì không à? Rồi thì nói chung cái ý kiến của anh là muốn ở đây tôi đăng tải lên những cái lời nói của anh nói về những cái anh em khác thì Đúng tôi sẽ rồi. đăng tải lên, còn về vấn đề mà còn có sự việc của mà chị Kim Hà và anh Tấn á thì ở đây tôi chỉ nhiệm vụ là tôi đăng tải những cái thông tin về gia đình hoặc là những cộng đồng mạng góp ý thì tôi chỉ đăng tải đó thôi, còn vấn đề mà anh muốn tìm hiểu sâu về nữa thì anh có thể là gặp trực tiếp tôi hoặc là như thế nào đó. Chứ còn vấn đề mà nãy giờ anh nói chuyện là giống như là anh đang chỉ trích tôi là tôi không đồng ý với đó. Không mà tôi không có gì thích mà tôi bức xúc những tin khác, đây là thông tin là không có đúng nha. Mình làm cái nghề này thì mình cho thông tin, cái này là mình làm nghề truyền thông thì mình phải đưa lên cho cái những gì cho nó đúng, chứ đừng có đưa mà tầm bậy tầm bạ. Như tôi thấy mấy ngày nay, thấy như đi quay, tôi thấy coi mấy cái vụ mà đi quay xác chết, người ta gia đình người ta kiếm chưa được mà cứ để là nổi lên rồi rồi thấy được rồi tùm lum chân, mấy người đó nên dẹp ta nghĩ làm gì, đừng có làm gì. Người nhà người ta trông mong cái tìm những cái xác để mà tìm kiếm mà cứ đi nói tầm bậy tầm bạ không, mà mấy người đó kêu dẹp hết đi đừng có làm nữa đó. À, thì tôi mong anh là đưa những cái thông tin này lên cho những cái người YouTube kia gặp tôi mốt, mà tôi coi những cái vô với tôi vô tôi chửi nó thẳng luôn, mày đi về dẹp đi đừng có làm những thông tin, đưa thông tin sai sự thật đó. Cái này thì mình dứt khoát mình đi mình đưa lên đây mình thông báo, cũng như là mình thông báo cho người ta đi trên sông hay trên tàu ghe đang là thấy tôi chỉ giùm, chứ nó hoang mang là tìm thấy rồi nó nổi lên rồi gì đâu tầm bậy tầm bạ không à, Cái đó không thì có đúng sự thật á. rồi thì cái đó thì anh góp ý về cái sự việc của những anh em khác thì đó thì tôi sẽ đăng tải những cái thông tin là nói của anh lên, nhưng Đúng rồi, mà đăng lên đi anh cho mấy này mới nhìn rồi hiểu ra chứ. Đi ví dụ đi, cái gia đình của mình như vậy đi mà những người khác mà làm ta đưa lên vậy đó, rồi thử coi coi mình có chịu được không đó. Kiếm tiền thì kiếm nhưng mà mình phải có cái đạo đức một chút, đừng có làm tầm bậy tầm bạ gì. Anh cứ gì đăng không tham tả lên anh cho những cái anh mà làm YouTube đó không phải hiểu được đó, cái chuyện của mình làm có đúng hay sai đó. Cái nào mình thấy xác được thì mình nói sao bữa nay tìm thấy xác được thì mình cứ để, còn chưa có thấy gì cho mình cứ để nó kìa, nó nổi lên kìa, tôi không có nổi nó cho nổi không có mà đặt lên anh cứ gì đăng lên cho tôi đó, đăng cho mấy cái thằng đó nó làm nó thấy đó, thằng là nhiều nếu mà nó làm gì sau này là tự bản thân nó hại nó luôn. Tại vì sau này á nó muốn lại quay gì đó, người nhà người ta không cho nữa rồi nó lấy cái gì nó quay đúng không Rồi. đó. Thì mình đi quay là thứ nhất mình đi quay là giúp đỡ người ta, là thứ hai mình phải nói cho đúng về sự thật, đừng có bịa chuyện ra đó. Chứ đi có một mà nói xin mười đâu làm gì rồi biết khán giả mình là coi ô tin thằng này xàm quá người ta không vô coi nữa đó, tính ra nó kiếm tiền mà ai ngờ được cái hại của nó xuống nó không biết đó, rồi sau này nó không được đi quay đâu nữa chứ, người ta không cho cái ô cái này nó xàm lắm, vô nó tụm bậy bạ cho nó quay làm gì, rồi rốt cuộc thì không có làm được cái gì chứ Rồi. đó. Đó. Mình làm cái nghề gì này là mình phải là truyền thông, là mình phải ví dụ câu like thì cũng câu đi mà giữ được 10 phần mình câu ít phần thôi, mình câu sao nó thấy nó hợp lệ thôi, câu gì đâu mà câu quá mức câu tầm bậy tầm bạ câu không có ra cái gì chứ. Nhưng mà nói cho anh nghe nè, cái vấn đề mà câu like câu view á thì vấn đề của những người anh em khác hay ai đó thì ở đây là, nhưng mà anh nói thì sao thì góp ý vậy nghe vậy, nhưng mà cái kênh của tôi á là đó thì chưa bao giờ đăng tải những thông tin ví dụ như sự thật về cái sự việc của chị Kim Hà và anh Tấn, là cũng không bao giờ đăng tải những thông tin mà sai sự thật, rồi có người chia sẻ tôi mới đăng đó, người điển hình nhân đã thấy rồi chứ tôi không có đăng là sai sự thật hoàn toàn nha, cho nên Nói tôi chung chỉ lại. ra là trên Võ Thanh Hải thì tôi cũng thấy, mà thứ nhất là tôi mượn lên tiếng nói đặng mà Thanh Hải đăng lên cái này thì để cho ví dụ Trần Thị Hà đi, thì để có đó cơ quan nhà nước người ta phán xét, nếu mình hãy có tội thì để nhà nước ta xử cho mình, làm nghề YouTube mình chỉ mình giải thích cho mình biết cái gì thì mình nói cái đó đó, chứ đừng có để tiêu đề bữa nay bắt thằng Hải, bữa nay thằng Hải làm cái này là nọ, mình không có, mình không có đó là mình không nói được. Đó là Tại anh vì Tính, đó là anh Tính anh ơi. anh Tuấn thì quên lộn xin lỗi, cái anh Tuấn đó, anh Tuấn làm á thì nhà nước người ta đâu phải nhà nước người ta không điều tra đâu,
người ta muốn bắt ai đó là người ta phải tìm hiểu kỹ rõ, người ta bằng chứng, người ta bắt đâu phải như cái miệng mình nói rồi, thấy đó bắt đâu phải, còn nhiều chuyện khác nữa sao, người ta phải nắm bằng chứng đâu đó rõ ràng à, nếu mà ai có tội thì bắt vô cho. Ví dụ anh Hải là cái ổ anh Tấn anh không có tội rồi ảnh đi quan rồi sao, đúng không, rồi lúc đó làm sao giải quan được à. Nói chung là được, cái đó là để nhà nước người ta vào cuộc, người ta làm, còn mình xem à, thì mình xem mình hiểu mình để đó, chứ đừng có nói tùm lum tùm la rồi manh YouTube đặt tựa đề rồi công an bắt rồi thủ tướng luồn què gì tùm lum tùm la như đây chăng, làm ăn xong ngăn xuống ít chuyện không có mà đặt bịa chuyện ra nó quá lố đó, mới đưa thông tin lên cho tôi đó. Rồi coi mấy anh mà YouTube đó, đó làm coi coi ngoái lỗ tai lên mà nghe mốt sửa lại đó, mà làm gì đúng rồi mốt bị trầu ta không nghe cho cái lại quay định ô thằng Kinh nó đưa thông tin bậy ngàn không cho nó quay, lúc đó nó đấu luôn đó, câu này không phải này, cái này tôi góp ý kiến cho mấy anh đó, đó kiếm gạo thì kiếm nhưng mà mình phải làm cho nó đúng cái sự thật chút đi, đừng có đưa sai sự thật sai thông tin lên cái chuyện giờ cho mình coi. Còn tôi thấy cũng cũng nhiều cái bức xúc nữa là như thế, người ta hay vô manh quay đưa lên thì như thế mình thích thì mình theo xem, còn không thích là thôi, cái chuyện đúng cũng chửi, chuyện sai cũng chửi, mấy người đó chắc ăn hay không cũng rảnh lắm à, nó tầm bay tầm bay không à, như thế mình không thích cái coi cái video này thì mình lướt qua bỏ, chứ mình đâu có coi đâu, phải tốn tiền đâu mà phải vô nhắn tin mình chửi người ta à. Thật sự là tôi nói cái này tôi nói là tôi cũng bức xúc, nói chung mình cũng nhiều chuyện lắm, thì sẵn anh đưa thông tin lên những người khán giả xem cũng vậy, hay là những anh YouTuber làm cũng vậy, mình người ta đăng cho mình coi thì mình cảm giác được cái video mình coi được thì coi, còn không không được thì mình lướt qua bỏ, chứ không ai bắt buộc coi, không ai coi phải trả tiền đó, coi miễn phí đó. Mà lên mà nhắn tin nhiều cái tôi thấy đi thượng viện cho đồ thì cũng vô chửi nói này nọ, còn đi qua chỗ khác thì cũng vô nó ô, nói chung ra là không biết mấy người cái đó đầu óc nghĩ cái gì đó, làm đúng cũng chửi làm sai cũng chửi đó. Rồi, Tôi nhờ thằng Hải là phải đăng thông tin lệnh tôi nha. rồi em sẽ đăng lên. Rồi như cái sự việc của anh Tấn vậy đó, mà cho em hỏi ha, như cái lời nói nãy giờ anh có quen biết gì anh Tấn không? Không, nói chung là tôi cũng là người khán giả thôi, chứ tôi không quen mà tôi cũng không bên ai à, cái sự việc đó thì về đấy anh biết những cái gì thì anh đăng lên cho khán giả xem và hiểu thêm à. Còn cái chuyện mà anh Tấn có tội hay không có tội, cái đó là để nhà nước, để luật pháp người ta xử lý à. Chứ mình cũng chưa có biết rõ cái vấn đề nó ra sao, tại vì khi một vụ án đó, nó là rất rối, chứ không phải mình nói đơn giản mà cái miệng mà muốn phán xét ai là xét đó. Thì cái sự việc đó thì nói chung thì ở đây tôi cũng chưa bao giờ tôi nói là anh Tấn có tội hay là nói anh Tấn vô tội. Cái đó là cái chuyện của bên luật pháp người ta tự điều tra, người ta có kết quả thôi. Đó là như vậy. Thì tôi chỉ nhiệm vụ là tôi đăng tải những cái thông tin, cái sự việc nào liên quan hoặc là những cái ý kiến của cộng đồng mạng góp ý thì tôi chỉ đăng tải lên thôi. Đó là như thế nha anh. Còn mà những cái kênh tubi mà để không đúng sự thật á, mốt là tôi có ý kiến là kêu chính quyền vào cuộc là dẹp mấy kênh nó bỏ hết, không có cho làm nữa. Thì ai đăng đúng sự thật thì đúng, còn ai sai sự thật thì sau này thì bên luật pháp thì sẽ có một cái biện pháp để ta ngăn chặn những cái tình huống mà sai sự thật thôi. Tôi phải đề nghị cảnh cáo vài lần, nếu mà còn tái phạm nữa là không cho làm luôn, chứ làm cái này là mình đưa thông tin nên phải cho cái gì cho nó rõ ràng một chút, đưa gì đâu mà để thứ nhất là dân người ta cũng hoang mang, người ta không hiểu cái câu chuyện nói sao nó lung tung beng hết trơn, phải tầm ba cái gì mình có mình biết thì mình hãy nói, còn không biết thì thôi đưa tầm bay tầm ba không à, làm cho người ta không có hiểu câu chuyện, người thì nói về người nói khác đó, mà thật sự là nói chung ra làm tầm bậy bạ thôi, thì tôi cũng nói bao nhiêu đó thôi, còn kinh Thanh Hải thì tại vì tôi bức xúc rồi tôi mới nói vậy thôi, chứ Thanh Hải thì cũng không có gì, mấy anh em thì trong băng mấy anh em thì tôi thấy cũng đưa thông tin nên thì
cái gì thì có thì đưa, còn không có chứ không nói thêm nó bớt đó. Tại tôi quá bức xúc, nhiều nhiều người có nhiều kinh rồi, cũng khán giả cũng gì nữa, mình không có biết cái gì chăng mà mình đi phán xét người ta có tội này có tội nọ. Chừng nào nhà nước phán xét rồi lúc đó mình muốn nói sao nói đã cái miệng cũng được nữa. Còn bây giờ người ta chưa có cái gì hết mà đi nói này nói nọ. À, và đặt tư thơ thumbnail rồi, nói chung ra không phải là riêng của anh Tuấn không à, mà nhiều cái vụ khác đưa thông tin không đúng sự thật, sai sự thật à. Rồi vậy thôi anh góp ý gì thôi, cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn nghe, rồi để tôi chỉ góp ý, và tôi mong Thanh Hải ghi âm lên đưa lên tặng cho thứ nhất là khán giả xem nè, khán giả trên như tăng chính thì không nói gì, khán giả tào lao quay cái gì cũng vô cũng chửi đó. Tôi thấy đi quay thân nguyện người ta giúp đi giúp đỡ cho mọi người nhào vô cũng chửi, mà đi quay tầm bậy mà đi quay những thông tin đưa cho xem cũng vô chửi đó. Rồi những nói chung ra mà anh tôi nói thì tôi nói vậy thôi chứ không phải là quơ đũa cái nắm về những anh em YouTuber, thì nói chung ra cho đến một 100 người thì cũng có 1 người đến 2 người à, chứ không phải là mình bao gồm hết á. Thì tôi nói những người mà đặt sai thông tin sai sự thật á, thì tôi ám chỉ những người đó thôi, còn những anh em mà thật sự đàng hoàng thì nói chung ra thì cuộc sống bây giờ dân nghèo hay thông tin này nọ cũng nhờ mấy anh YouTuber á là đưa lên tặng cho khán giả trong nước và ngoài nước. Thứ nhất là những hoàn cảnh mà tao ở bên quảng nghèo khổ thì mình cũng giúp đỡ, thì cũng có nhờ mấy anh YouTuber giúp đỡ rất là nhiều cái hoàn cảnh, hay là các nhà hay làm này làm nổi còn nhiều đó. Còn những anh mà đi chỉ biết đi làm mà để mà kiếm tiền không đó mà đi kiếm tiền thì chung ai mà không kiếm, mà nhưng mà mình kiếm phải nó sao cho nó có được một chút đó, chứ đừng có đưa thông tin tầm bậy tầm bạ lên. Rồi hiểu rồi, rồi rồi vậy anh Rồi, cảm ơn anh Ngãi nha. rồi. Rồi.